chào, Khanh đã quay trở lại với kênh YouTube của Ambe. Thì như Khanh có thể nhìn thấy trên tay em hiện đang cầm một sản phẩm đến từ thương hiệu của Zoro. Và Zoro thì Khanh có thể biết rằng là hôm nay chắc chắn là em sẽ giới thiệu tới Khanh một chiếc bật lửa đến từ thương hiệu Zoro, đúng không ạ? Và chiếc bật lửa này thì Khanh có thể nhìn thấy đây, từ bên ngoài được thiết kế theo kiểu một phong cách kiểu dáng rất là sang trọng, rất là hoàng gia, đúng không ạ? Thì chắc chắn là bên trong sản phẩm thì làm phải là một cái sản phẩm thì đó nó rất là đẹp, rất là lung linh đó. Và tuy nhiên thì với sản phẩm của hãng Zoro thì đa số các sản phẩm đều có nhiều kiểu dáng mẫu mã đa dạng khác nhau, cũng như là về giá thành thì cực kỳ bình dân canh nhắc. Nên là tuy nhiên thì là về một thiết kế sang trọng độc lạ ấn tượng như này, theo phong cách hoàng gia cao cấp như này, thì thực ra nó cũng có một cái giá khoảng giá khá là bình dân thôi. Thì các anh hãy cùng em bắt đầu ngay video để tìm hiểu thêm về sản phẩm bật lửa Zoro ngày hôm nay nhé. Và chiếc bật lửa Zoro hôm nay em muốn giới thiệu tới các anh thì nó có mã hàng là ZKZ1001 canh nhé. Mã sản phẩm thì em có để bên trên góc trái qua màn hình. Thì các anh nào đặt hàng thì vui lòng đọc đúng mã sản phẩm giữa canh nhé. Và đầu tiên thì các anh phải tháo ra được cái lớp giấy bên ngoài này. Và các anh mở hộp ra thì các anh có thể thấy đây, thì đây chính là chiếc bật lửa mà hôm nay em muốn giới thiệu tới các anh. Thực sự là nhìn thiết kế rất là sang trọng, cực kỳ là hoàng gia luôn canh ạ. Và ngoài ra thì các anh có thể nhìn thấy thì còn có thêm cả một bộ dẫn dẫn sử dụng cho anh nhé. Rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Đẹp từ trong ra ngoài mà đẹp từ ngoài vào trong luôn. Và chiếc bật lửa này, chiếc bật lửa Zoro này thì các anh có thể nhìn thấy đây, nó được làm theo kiểu họa tiết là rồng ôm ngọc rất là sang trọng, ngọc đỏ rất là cao quý luôn các anh ạ. Cực kỳ là đẹp luôn, rất là lung linh. Nó được chạm khắc theo kiểu rất là tỉ mỉ. Và chất liệu của nó thì được làm bằng từ chất liệu là cốt đồng, nên là khi mà các anh cầm trên tay thì sẽ được cái cảm giác nó rất là đầm tay và nó cầm rất là chắc chắn canh ạ. Từng họa tiết rất là tỉ mỉ và rất là sắc nét, cực kỳ là sang trọng, cực kỳ là cao cấp luôn. Và dưới đáy của nó là tên thương hiệu Zoro. Đó, như các anh có thể thấy đây, dòng chữ Black. Black là dòng chữ mà dành cho những chiếc bàn lửa đồng khối đó. Với chiếc bật lửa ZKZ1001 này thì canh sử dụng được chung với xăng bắc đá Zippo được canh nhé. Và xăng bắc đá Zippo thì bán rất là nhiều và cũng rất là dễ kiếm tiền trên thị trường, đúng không ạ? Thực sự là càng nhìn càng thích anh ạ. Thực sự là nhìn nó rất là đẹp, rất là lung linh luôn. Em đảm bảo rằng là anh nào nhìn cũng sẽ rất là mê với cái chiếc bật lửa này. Nó thì chất liệu lại là đồng nguyên khối nên là tạo cảm giác nó rất là đầm tay. Thì cũng với sản phẩm này được thiết kế theo kiểu dáng rồng ôm ngọc rất là sang trọng, rất là cao cấp như thế này, thì các anh chị cũng hoàn toàn có thể là mình làm một món quà tặng để dành tặng những người thân, những người bạn bè, đồng nghiệp hay đối tác, rất là sang trọng luôn các anh nhé. Được thiết kế từ bên ngoài vào trong, được thiết kế theo kiểu dáng một hộp quà tặng rất là sang trọng, rất là cao quý, mình không cần phải thêm một món quà nào khác. Đây thực sự là một món quà tặng rất là ý nghĩa luôn đấy ạ. Và đặc biệt hơn thì với sản phẩm này thì các anh có thể nhìn thấy kỹ hơn từng đường nét cũng như là chi tiết của chiếc bật lửa, thực sự rất là sang trọng, rất là cao quý và chất liệu là đồng nguyên khối nên là nó sẽ cho cảm giác rất là mạnh. Cách lên lửa thì rất là nhạy. Chiếc bật lửa này thì như các anh có thể nhìn thấy đây, thì mỗi lần em đánh lửa nên là sẽ tóe lên lửa, đúng không ạ? Bởi vì là đây là một sản phẩm mới tinh, mới nguyên, new, nên là bên chưa có xăng bên trong canh nhé. Thì các anh chỉ việc về châm xăng lại và mình sử dụng như bình thường. Và cách châm xăng cũng như thay bắc thì bên em đã cũng có làm rất là nhiều video hướng dẫn rồi. Thì các anh nào mình chưa biết cách thì có thể vào kênh YouTube của bên em để xem kỹ hơn nhé. Và đây là ruột của chiếc bật lửa Zoro này. Thì cách châm xăng thay đá thì ở dưới màn này canh nhé. Cũng tương tự với những chiếc bật lửa Zippo thôi. Và bên em có làm video hướng dẫn rồi. Rất là dễ dàng thôi canh ạ. Mình cũng hoàn toàn có thể là mình làm được tại nhà luôn canh nhé. Rất là đẹp đúng không ạ? Và với chiếc bật lửa Zoro ZKZ 1001 này thì canh nào mình muốn đặt hàng ngay thì có thể liên hệ tới các số điện thoại đang hiển thị trên màn hình canh nhé. Đó là cách nhanh nhất cũng như là tiết kiệm thời gian nhất cho các anh. Và đối với những anh mình có thắc mắc hay là cần tư vấn gì thêm thì canh hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận của video này nhé. Và xin cảm ơn canh đã theo dõi hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại canh trong những video lần sau.